Quý vị đang theo dõi bản tin FBNC ngày 1 tháng 11. Thưa quý vị, mới đây thì thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra quyết định bỏ hộ khẩu ra khỏi việc xét tuyển công chức và theo dự đoán thì trong thời gian tới tỷ lệ chọi trong việc xét tuyển công chức sẽ còn cao hơn nhiều so với thời điểm hiện tại. Trong quyết định mới nhất về thủ tục xét tuyển công chức, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định về việc bãi bỏ văn bản liên quan đến hộ khẩu thường trú trong tuyển dụng công chức viên chức. Cụ thể thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ yêu cầu bản sao hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh trong hồ sơ tuyển dụng viên chức. Đồng thời Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ bỏ điều kiện có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2017. Đây là một bước đi thể hiện cơ chế mở của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nhiều người cũng dự báo như vậy việc cạnh tranh trong xét tuyển công chức tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới sẽ tiếp tục còn cao hơn nữa so với thời điểm hiện tại, vốn đã tương đối cao so với cả nước. Sáng 31 tháng 10 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thông xe nhánh cầu vực thứ hai tại nút giao ngã 6 Gò Vấp. Ước tính thì việc thông xe này sẽ góp phần giảm đến 80% tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này. Nhánh cầu vực thứ hai tại nút giao ngã 6 Gò Vấp vừa được thông xe có chiều dài 274 m, rộng 6 m cầu cho hai làng xe lưu thông gồm 8 nhịp liên tục với giá trị hợp đồng khoảng hơn 57 tỷ đồng. Nhánh cầu này có hướng lưu thông từ đường Phạm Ngũ Lão sang đường Nguyễn Oanh. Trước đó vào tháng 1 năm 2017, nhánh cầu vượt thứ nhất từ đường Nguyễn Oanh đến đường Nguyễn Kiệm đã được đưa vào sử dụng. Nhánh cầu này có chiều dài 241 m, bề rộng 6 m, nhánh gồm 7 nhịp liên tục với giá trị hợp đồng thực hiện là hơn 66 tỷ đồng. Ngoài ra, nút giao thông này sẽ còn thêm nhánh cầu vượt thép thứ ba trên đường Hoàng Minh Giám Nguyễn Thái Sơn. Dự kiến nhánh cầu này cũng sẽ được hoàn thiện và tiến hành thông xe trong tháng 11 tới. Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, nút giao ngã 6 Gò Vấp là trung tâm kết nối giao thông các tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp để đi về phía trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, khu vực này có mật độ giao thông rất cao, nhất là giờ cao điểm. Cũng theo đại diện sở, việc thông xe này đã góp phần kéo giảm đến 80% tình trạng ủng tắc giao thông tại khu vực và giải quyết 1 trên 37 điểm ủng tắc của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nếu tại Việt Nam thương mại điện tử vẫn được coi là một kênh bán hàng mới mẻ thì hiện nay tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử toàn cầu của nhóm hàng tiêu dùng nhanh đã có dấu hiệu tăng vượt mặt các kênh cửa hàng bán lẻ theo một nghiên cứu vừa mới được Nielsen công bố mới đây. Theo báo cáo vừa được Nielsen công bố, trong khi tăng trưởng của tổng doanh bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh hiện chỉ xoay quanh mức 4% trên năm thì tổng doanh thu bán lẻ trên kênh thương mại điện tử dự kiến sẽ tăng đến 20%, tương đương với 2,1 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Theo các chuyên gia của Nelson, chính thương mại điện tử đã mang đến những dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành hàng tiêu dùng nhanh. Ngành hàng vốn xuất hiện những dấu hiệu chứng lại trên quy mô toàn cầu trong vài năm trở lại đây. Trong đó, nguyên nhân thúc đẩy sự tăng trưởng của thương mại điện tử đến từ những hạn chế của kinh cửa hàng bán lẻ, như chi phí lớn cho phát triển hạ tầng bán lẻ và chuỗi cung cấp, môi trường và các rủi ro liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng và hoạt động chuyển phát hàng hóa. Tuy nhiên, Nelson cũng chỉ ra rằng phát triển thương mại điện tử với ngành hàng tiêu dùng nhanh cũng đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự can đảm, sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Bởi cho ngành hàng tiêu dùng nhanh, các doanh nghiệp đã phải chuyển đổi sản phẩm có biên lợi nhuận cao sang các giỏ hàng trực tuyến có biên độ lợi nhuận thấp. Vào ngày 31 tháng 10, Nghị viện Brazil đã thông qua một dự luật gây tranh cãi gây gắt để điều chỉnh các dịch vụ Uber Technologies sau khi giám đốc điều hành của công ty Mỹ cảnh báo rằng họ có thể rút khỏi Brazil. Dara Khosro người đã đàm phán với các quan chức cấp cao của Brazil tại thủ đô Brasilia, đã kêu gọi các thượng nghị sĩ bãi bỏ các quy tắc trong dự thảo luật, đòi hỏi cái lái xe của Uber phải được cấp giấy phép như taxi, cộng thêm các quy định nghiêm ngặt và tài xế phải chịu nhiều chi phí tốn kém, nhưng lại sử dụng ô tô của chính họ. Cái lái xe Uber cho biết dự luật đã cắt giảm thu nhập của họ bằng gần một nửa. Điều đó có thể làm hại đến việc mưu sinh của 500.000 tài xế của hãng này. Trong một nghiên cứu được ban hành vài giờ trước khi Thượng viện bỏ phiếu, cơ quan chống độc quyền của Brazil CADE đã phát hiện ra rằng các ứng dụng như Uber đã cải thiện thị trường cho vận tải hành khách cá nhân bằng cách tăng cạnh tranh. CADE cho biết các ứng dụng như là Uber, Cabify và 99 nên được hưởng các quy định ít hơn, chứ không phải nhiều hơn. Trong những ngày gần đây, Uber và Cabify đã kêu gọi người dân Brazil thông qua các phương tiện truyền thông xã hội buộc các thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống lại biện pháp này. Hiện Thượng viện đã lắng nghe những lời kêu gọi trên các phương tiện truyền thông xã hội và đã có 825.000 chữ ký chuyển cho Quốc hội chống lại như luật ban đầu. Người phát ngôn của công ty viễn thông Orange cho biết là họ sẽ mở cửa ngân hàng trực tuyến tại Pháp bằng việc sử dụng điện thoại thông minh để giành lấy khách hàng trên thị trường này. Sự ra mắt này là một phần của nỗ lực thúc đẩy của công ty Pháp để tìm ra nguồn thu nhập thay thế và giữ chân khách hàng khi đối mặt với cuộc chiến về giá trong ngành viễn thông. Đây cũng là một thử nghiệm cho ngành viễn thông và ngân hàng, đánh dấu nỗ lực đầu tiên của một công ty viễn thông phát triển lớn để khởi động một ngân hàng độc lập. Hiện Orange đang bắt đầu từ một ngân hàng nhỏ và đã có 25.000 khách hàng bày tỏ sự quan tâm trước khi ngân hàng ra mắt. Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng số 21 triệu khách hàng di động của công ty này. Theo Ngân hàng Trung ương châu Âu tại Pháp thì các giao dịch trên ngân hàng trực tuyến đã tăng từ 586,2 triệu năm 2014 lên khoảng 793,4 triệu trong năm 2016. Theo tư vấn Errington dự đoán số lượng khách hàng trực tuyến sẽ còn tăng lên khoảng 17 triệu người sử dụng trong 10 năm tới. Môi trường pháp lý cũng đang trở nên thuận lợi hơn. Năm sau, các quy định mới của Liên minh châu Âu sẽ bắt buộc các ngân hàng cho phép cung cấp dữ liệu khách hàng cho các công ty khác nếu khách hàng đồng ý. Điều đó sẽ giúp những hãng như là Orange xác định được khách hàng tiềm năng và cung cấp cho họ những giao dịch tốt hơn. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBNC ngày thứ tư 1 tháng 11 hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và mời quý vị tiếp tục truy cập vào địa chỉ website www.fbnc.vn để biết thêm các thông tin khác cũng như xem lại các chương trình đã phát trên kênh FBNC. Tôi xin chào tạm biệt quý vị tại đây.